Loạt hoa hậu tham gia kinh doanh có kết quả ra sao? Những năm gần đây, nhiều hoa hậu sau khi đăng quang tại các cuộc thi sắc đẹp đã liên tục tham gia vào hoạt động kinh doanh với chức vụ quan trọng trong doanh nghiệp hoặc tự khởi nghiệp, điển hình như 1. Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy, nổi tiếng với vai trò doanh nhân nhà đầu tư. Mai Phương Thúy bén duyên với chứng khoán từ năm 2014 và xem đây là nghề kiếm cơm chính. Bên cạnh công việc đầu tư chứng khoán bất động sản, Mai Phương Thúy cũng kinh doanh một nhà hàng hạng sang tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời cô còn là chủ của một công ty nhỏ với khoảng 40 nhân viên. Cô cũng đầu tư tiền vào các dự án điện ảnh. 2. Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân. Năm 2022, nàng hậu đã gây bão khi trở thành phó tổng giám đốc công ty cổ phần bất động sản du lịch Ninh Vân Bay mã chứng khoán NVT. Ngọc Hân là một trong những hoa hậu liên tiếp tham gia vào kinh doanh và đầu tư. Đầu năm 2021, Ngọc Hân trở thành cổ đông lớn của chuỗi cầm đồ T99 với khoản đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Ngoài ra cô còn thương hiệu thời trang riêng. Hoa hậu từng chia sẻ, có những ngày, buổi sáng thì cô mặc đẹp dự sự kiện, gặp những người lịch thiệp, được nhận cát xê cao, tới chiều cô trở lại vai trò là một người kinh doanh, một nhà thiết kế phải đi chợ tìm mua vải vóc. 3. Hoa hậu phu nhân người Việt thế giới 2012 Nguyễn Thị Thu Hoài. Từng lên sóng truyền hình tiết lộ việc thu 10 tỷ đồng một tháng, Hoa hậu Thu Hoài hiện quản lý gần 150 nhân viên, số tiền lương phải trả hàng tháng lên đến vài tỷ đồng. Hoa hậu Thu Hoài tiết lộ từ năm 18 tuổi đã sang Đài Loan để đi học và làm. Sau 8 năm cô quay về Việt Nam, thấy thị trường thẩm mỹ ở Việt Nam chưa được chuyên nghiệp nên lên kế hoạch thành lập một trung tâm thẩm mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh. 4. Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 Hương Giang. Những năm gần đây, cô được biết đến nhiều hơn với vai trò doanh nhân khi tham gia vào hoạt động kinh doanh. Người đẹp từng cho biết kinh doanh đến với cô là duyên. Với Hương Giang, kinh doanh không chỉ để kiếm tiền, làm màu hay đánh bóng tên tuổi mà còn là tâm huyết. Tháng 10 năm 2020, Hoa hậu Hương Giang trở thành CEO một thương hiệu mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc. Hoa hậu còn điều hành 4 công ty khác thuộc nhiều lĩnh vực, giải trí, thời trang, bất động sản. Cô cho biết muốn hướng đến một doanh nhân thành công trong tương lai, bên cạnh vai trò nghệ sĩ giải trí. Công việc kinh doanh thuận lợi, Hoa hậu cũng tậu cho mình hàng loạt xe sang tiền tỷ. 5. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thủy Linh. Nàng hậu sinh năm 2000 đoạt danh hiệu Miss World Việt Nam 2019 tại chung kết diễn ra ở Đà Nẵng hồi tháng 8 năm 2019. Từ tháng 6 năm 2021, Hoa hậu Lương Thủy Linh tiếp nhận vị trí giám đốc nhãn hàng thời trang văn phòng có địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh, giá các sản phẩm dao động từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Đăng quang 3 năm nhưng Lương Thủy Linh đã là gương mặt quen thuộc trên nhiều sàn diễn lớn. Trước khi trở thành giám đốc thương hiệu thời trang, nàng hậu từng có gần 1 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vị trí giám đốc. 6. Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Hoa hậu Thủy Tiên cũng là một doanh nhân khi đăng quang ngôi vị này. Cô được biết đến với vai trò là chủ tịch đơn vị phân phối của một thương hiệu nước hoa từ Pháp mang về Việt Nam ở tuổi 23. Suốt quá trình chinh chiến ngôi vị cao nhất ở Thái Lan, Thủy Tiên luôn nhấn mạnh đến vị trí chủ tịch đơn vị phân phối tại Việt Nam của một thương hiệu nước hoa từ Pháp.